Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là HT. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một cái món ăn đấy, nướng xúc xích ở ngoài khơi đấy, ngoài khơi phía sau các anh em ạ. Đấy, ở giữa hồ ấy, anh em mình sẽ dùng chiếc sóng này để ra ngoài đó và đốt lò nướng đấy, để xem thử ngoài đó có ngon hơn trong đất liền không nha anh em. Ok, let's go. Khoảng 25 phút anh em tôi trèo được ra được tới cái cặp của thằng đây này, bữa nào mình mang cây mình đóng từ đây vào đấy. Đấy, mình đã neo được cái thuyền của anh em tôi rồi đấy nhá. Đó, mọi người đã thấy rồi. Khá là chênh vênh. Vô. Anh em tôi sẽ tiến hành nướng, lò nướng để chuẩn bị. Để chuẩn bị nướng xúc xích. Đấy, và bên cạnh đó tôi mang theo cần câu cá để câu cá. Ok. Đấy, anh em có thể thấy khá là mênh mông. Đấy, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều rồi anh em ạ. Không biết có được con cá nào không, hy vọng là được. Nuôi đấy, giờ mà để đốt được cái lò này cũng hơi 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 vất vả ấy anh em ạ. Đấy, này nè, đút lửa để nướng xúc xích. Và tôi sẽ câu thêm cá anh em ạ. Que giờ lên que, bóp bóp trời. Anh em thấy hấp dẫn không anh em? Câu cá đốt lò nướng ăn thẳng giữa hồ luôn, mênh mông bắt ngát anh em ạ. Đấy, nói khá chi là hấp dẫn anh em ạ. Anh nhìn nhìn nó rất cái mẹ này. Mày để que tí mày lật chơi, mày cắm cái que một tí mày lật đi sao lật. Cắm đi. Cái này cá mình thấy mày. Câu cá là một nghệ thuật. Người câu cá là một nghệ sĩ. Anh câu cá nhưng mà anh phải là nghệ sĩ.
Rết hết cu. Xoay cái đưa cái ấy lại gần gần đây này. Đưa qua bên mép bên phải này. Đẩy cái lò qua bên mép bên phải này. Bưng lên thì mẹ con rớt xuống ủng miếng hồ cái ăn cứt luôn, làm dính cho cá luôn ạ. Dập. Anh đánh hại quá mà, ngồi không à. Thằng đứng tôi quay phim rồi chơi vậy. Xích con đây này, xích con đây này, rồi lặt hết mấy cái kia lên nhanh như không vậy, dơ. Đưa cái miệng, quay cái miệng lỗ qua đây. Đón khói đó. Nhớ tôi nhớ 5-7 cái đấy sao giờ rớt đâu. Hết mẹ rồi. Anh em nhìn thấy thấy bẩn bựa không anh em? Có miếng nào rớt này nó thấy nhiều lắm à. Hả? Mày đưa lên gấp ra, mày đưa lên gấp ra. Mày kinh quá. Trên này cũng vậy à. Ồ. Đưa gấp anh quay đánh xì anh quay phim. Đập. Cái trái, cái nào cần trái cần đấy. Đấy. Cũng ngon lắm đó. Anh em thấy không? Anh em thấy trẻ trâu làm cái xúc xích siêu to khổng lồ cháy đen. Xúc xích. Xúc xích này đặt tên là xúc xích gì? Xúc xích gì? À, xúc xích đèn tối. Anh em có thể thấy trẻ trâu nướng xúc xích khá là này. À, mày mắc rách quần. Chết mẹ mắc rách quần. Đúng rồi. Tí nữa rách quần. Xe bật cái luôn. Anh em có thể thấy cái xúc xích của trẻ trâu nướng không? Đấy. Xúc xích gọi là xúc xích gì? À. Nửa vầng trăng. Ôi dồi. Đấy, trẻ trâu nướng một cái xúc xích. Cá kéo hả? Đấy, mình sẽ ăn thử rồi nó ngon lành cho em nha. Cá thừa. What? Cũng được hả? Cũng được anh em ạ, mời anh em thưởng thức nha. Đấy. Quá khét. Cháy anh em ạ. Hồi nãy anh quên nó cầm tiền mua cái tương mà quên mày. Trộn lên cho đậm lên. Đấy là câu cá. Câu cá luôn, lấy đây cho câu cá luôn.
Mày lấy cục xúc xích riêng mày thả con câu cá hả cô? Phải thả cánh nhiều lên chứ. Ôi dồ. Ngồi xích ra đưa cái mặt lại đây cô. Đấy anh chụp chụp cái hình thum người kêu là thum gì. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên chụp em. Xích lại đây chút. Đứng cái mặt xích lại đây to to lên mặt to lên. Chết mẹ quên chụp hình. Đó, có đấy. Cái điên mà nó ít ấy quá. Mình nữ lúc mà không tóm bỏ lên nữa. Bỏ đấy, bỏ đấy. Quay một ít này, nữa lần qua lại xong lại chấm nước vô, xong lại quay lại tiếp. Mà mỗi anh em mình sẽ làm cái thử thách sinh tồn ở đây anh em ạ. Đúng không? Sinh tồn trên... ở giữa hồ. Thử thách 24 giờ. Sống ở trên mặt nước. Chứ không mang thức uống thức ăn gì cả. Chết mẹ. Nói mẹ thức uống mới nhớ đâu có mang nước. Để uống cái gì? Chả nhẽ uống nước hồ à? Cái này mày đá em đấy mà. Cái này mày đá đấy rồi giờ uống mẹ. Ai đá? Anh đá. Nãy rồi, cái nãy tè rơi anh em ạ. Tè xuống rồi bây giờ phải uống lại. Đắng quá. Anh em thấy lửa than rất là ok đúng không anh em? Đầu tư như này mà ăn không được miếng nào nữa thôi nghỉ mẹ nè. Mày đã ăn được 2 miếng rồi. Mày đã ăn được 2 miếng rồi. Cạo cạo mày, cạo cái cháy cái chanh cho mày. Và cơ bản em chúng tôi đã cũng gần no nê rồi anh em ạ. Bây giờ câu được một con cá thì trẻ trâu đang làm cá này nha. Anh em có thể thấy trẻ trâu đang làm một con cá chép. Nướng luôn. Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Bắt đầu ánh sáng bắt đầu thiếu rồi. Rồi. Có lẽ là anh em mình tranh thủ nướng cá và tém nhanh để mà còn dựng trại ở đây. Đấy, thử thách sinh tồn ở đây luôn nha anh em. Thì hẹn gặp lại các bạn trong clip sinh tồn 24 giờ trên biển. À quên, trên hồ. Ok, để tao bye bye anh em cái nào.